vào thiền đường thấy chân tâm một ngồi xuống dứt trầm luân. Vào thiền đường thấy chân tâm một ngồi xuống dứt trầm luân. Cứ theo câu hỏi mà giảng thôi. Câu hỏi là thiền như con hiểu từ lời giảng của thầy là sự quan sát đối tượng diễn biến qua tâm, ban đầu là sự chủ tâm, đến cuối cùng là sự tự nhiên bên trong, vì vậy không còn dính mắc bởi sự tương tác giữa bên trong và đối tượng bên ngoài. Xin thầy giải thích nếu con hiểu sai hoặc có gì thiếu sót, có gì khác biệt giữa một người xuất gia và một người Phật tử tại gia. Nếu con đường tu tập thật ra không liên quan nhiều về môi trường mà chú trọng nhiều hơn về chú tâm quan sát, con thấy bản chất con người vì bản ngã mà cứ đi kiếm tìm sự thật từ bên ngoài, phải đến khi va vào bức tường trở ngại, ví dụ như là căn bệnh hiểm nghèo, mất đi người thân, vân vân, mới có thể quay vào bên trong. Pháp thì ở mọi nơi, mọi lúc, nhưng không để tâm thì không thể thấy. Con xin thầy chia sẻ kinh nghiệm để giúp sự giải thoát của chúng con. Tức là trong câu hỏi này là có câu hỏi cái thứ nhất là sự khác biệt giữa cái, nếu mà tu là thần đồng chú tâm quan sát là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì có khác biệt gì giữa xuất gia và tại gia không? Đó là cái câu thứ nhất phải không? Thực ra là cái tâm tu thì không có gì khác biệt cả, bởi vì cái tâm tu thì vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, vẫn là sáng suốt tỉnh trong lành, chứ không có gì là khác biệt, cũng là giới định tuệ, cũng là giải thoát đi kiến là cái vậy. Cho nên đó là cái sự tu chứng thì hoàn toàn giống nhau. Chỉ có một cái là nó khác nhau là khác nhau trong cái duyên tu của mỗi người. Tức là cái người thì có cái duyên là xuất gia, con người thì có cái duyên là tại gia. Nhưng mà thầy ấy, thì thầy muốn là, bởi vì nhiều khi ấy, mình cứ nghĩ là cái việc tu tập là chỉ có dành cho người xuất gia thôi. Nhưng mà đôi lúc sau này ấy, thậm chí thầy còn thấy là người xuất gia
tu còn tốt hơn là cả người tại gia đó, tu còn tốt hơn là cả người xuất gia rồi đó. Tại vì sao vậy? Tại vì do đó là cái người tại gia đó, họ sống va chạm nhiều và thấy ra cái khổ nhiều, bởi vì cái mục đích của cái tu tập đó vẫn là mình đủ giới định tuệ, đủ sáng suốt, định tĩnh trong lành để mà thấy ra được cái bản chất của cuộc sống đó. Bản chất của mọi hiện tượng đó là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên đôi lúc đó, mà bây giờ ở bên ngoài á, đụng chạm với nhiều cái vô thường, khổ, vô ngã hơn, do đó có thể là mau giác ngộ hơn. Với lại á, là ở ngoài đó, đau khổ nhiều, cho nên người ta cố gắng tu tập. Ở đời đó, nó có một cái là đứng núi này trông xa núi nọ. Cho nên hệ cái người mà ở ngoài đời đụng chạm nhiều quá là muốn tu. Nhưng mà nhiều khi người ở trong chùa đó thì không phải là ai cũng tu tốt đâu. Nhiều người ở trong chùa đó thì điều kiện sống đầy đủ thoải mái quá rồi, đôi lúc là chỉ sống đối phó cho qua ngày vậy thôi, chứ còn trên thực tế là không biết tu gì cả. Cũng có một số người đó thì vô tu đó, thì học kinh học luật luật thật là nhiều để mà giảng kinh giảng pháp, tức là tu để mà đi 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 dạy đi đi này kia thôi, chứ còn bản chất sự giác ngộ thì cũng không có. Bây giờ thầy ở trong chùa là thầy biết không phải là ai ở trong chùa cũng đều là tốt đâu. Cho nên là Đức Phật ngài nói là ở dưới địa ngục á, ở dưới địa ngục á, mà cái sợi dây không phải là sợi dây của mình bình thường á, một cái sợi cáp bình thường á, một sợi dây bằng bằng sắt mà to, rất là to, mà cái y của ông sư á, mà nó bắt mà đến nỗi nó quằn xuống, tức là nói như vậy có nghĩa là mấy ông sư mà sa đọa thì nhiều lắm rồi. Bởi vì ở trong điều kiện quá tốt cho nên đâm ra là không không nhát tu. Nên tại sao Đức Phật nói là cái ở cái cõi 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 đời này đó thì dễ tu hơn là ở trên cõi trời. Mình tu thì cứ muốn làm lên cõi trời, nhưng mà thật ra ở cõi trời là lại là hưởng phước thôi, chứ là cũng tu bằng ở cái cõi người. Tại vì cõi người nó có, nó làm cái gì là có nhân có quả liền. Còn bên kia nhiều khi là chỉ ngồi hưởng quả thôi, cho nên không không thấy được cái vô thường khổ vô ngã một cách rõ ràng. Do đó đó thì bây giờ mình đừng có tính là người xuất gia hay tại gia gì cả, mà mình làm sao mà mình nắm vững được cái nguyên lý tu tập để mình tu tập cho đúng thôi. Còn người xuất gia không phải là nói như vậy là mình khinh thường người xuất gia, bởi vì những người xuất gia mà chân chính đó, thì là do cái duyên của họ đã đến cái lúc họ cũng thấy là không có, không còn có chuyện gì ở giữa đời này mà có thể là hấp dẫn họ được nữa. Họ thấy rõ là tài tình danh lợi gì đối với họ cũng không, không còn dính mắc được, cho nên đó, họ mới là vào xuất gia. Và lúc vào xuất gia đó thì họ mới là thường tinh tấn chánh niệm định giác. Và như vậy đó thì có thể nói rằng là cái điều kiện xuất gia cũng rất là thuận lợi cho việc giác ngộ giải thoát. Nhưng mà thầy á, thì thầy nói là bây giờ mình đừng có nói chuyện quá cao xa. Bây giờ mình làm sao mà mỗi người tại gia hay xuất gia gì cũng đều nắm vững được cái nguyên lý tu tập để mà tu tập cho đúng là được. Còn bao lâu mình giác ngộ giải thoát á, thì cái đó là trường của pháp. Tức là mình bây giờ mình cứ cứ lo tu cho thuần pháp. Còn á, mình như thế nào đó chuyện đó để pháp lo. Cho mình đừng có tính toán cái chuyện của mình. Mình chỉ cứ lo, cũng giống như thầy ví dụ trên mít đó, trên mít cứ tròn vẹn làm cái việc của nó đi. Rồi còn khi nào chín là cái chuyện đó là cái sự vận hành của pháp. Thì mình cũng vậy, mình cứ lo thường ngày mình tròn vẹn tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của mình, còn còn là mình là cư sĩ thì mình là tròn vẹn tỉnh giác với cư sĩ, mình là xuất gia thì mình tròn vẹn tỉnh giác với xuất gia, và cứ như vậy thôi. Còn bao lâu mình giác ngộ giải thoát thì đừng đừng có ham mà bao. Có người nói là con phải quyết tâm là phải thoát khỏi sinh tử luân hồi ngay trong kiếp này,
theo thầy là cái đó cũng được cũng tốt, nhưng mà đều nhiều khi nói như vậy là nói cường điệu thôi, cho nó cũng thật sự là thấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình ngay bây giờ mình cứ trọn vẹn tỉnh thức tại đây và bây giờ, mình thận trọng chú tâm quan sát, mình trong lành nhìn định sáng suốt, thì ngay đó mình đã là học cái bài học của mình. Mà bài học đó mà mình càng trọn vẹn học chừng nào đó thì lúc đó mới là cái giác ngộ giải pháp mới sẽ nó sẽ đến. Còn nếu mình không trọn vẹn mà mình cứ ham vị chuyện này ham vị chuyện kia, tức là mình phân vân đi, mình bị phân tâm đi, thì lúc đó đó cái việc mà giác ngộ giải thoát của mình nó bị chậm lại, chính là mình muốn nhanh thì nó bị chậm lại, cho nên người ta nói là dục tốc bất đạt là vậy. Thì cái khác là nó cũng do là cái sinh nghiệp của mỗi người. Như ông buổi sáng đến giờ là thầy nhắc đi nhắc lại về cái chuyện cái sinh nghiệp, hôm qua cũng vậy nữa, tức là thầy nhắc đi nhắc lại về cái sinh nghiệp, tức là mỗi người đó sinh ra là nó có một sinh nghiệp của mình, mà cái sinh nghiệp đó, đó là mình phải phải học ngay cái sinh nghiệp đó, chứ không phải học đâu khác. Mình cũng không học nơi người khác mà mình học nơi cái sinh nghiệp của chính mình đó, bởi vì nơi sinh nghiệp đó, đó nó đã dạy cho mình, nó đang dạy cho mình tất cả những sự thật, mà cái sự thật đó là cái sự thật mà chính mình đang đang thiếu đó. Ví dụ như thế này, mình thiếu nhẫn nại cho nên lấy phải một cái ông chồng khó khăn để mình nhẫn nại, đại khái là vậy. Tức là cái pháp nó vận hành để giúp cho mình luôn bổ túc, giúp cho mình mà mình không biết thôi, chứ ở trong cái hoàn cảnh nào, cái sinh mệnh nào của mình đó, cũng đều là có cái bài học bổ túc hết sức là chính xác. Nhưng mà tại vì mình đó là mình cứ nghĩ là ông chồng nó khó quá cho nên tôi hay bực mình, tôi hay sân, tôi hay khổ. Thực ra là ông chồng đó ông đang giúp cho mình tu nhẫn nại, là bởi vì mình thiếu nhẫn nại cho nên bây giờ phải gặp để mà tu nhẫn nại cho thôi. Nhưng mà mình cũng biết là sử dụng cái cơ hội đó để mà mình tu tập chính mình. Thì cái người xuất gia đó là cái sinh mệnh của họ đó là xuất gia. Ví dụ như cái hồi mà thầy đi học đó, ở nhà đó thì cha mẹ anh em gì cũng đều nói là thầy sau này là phải học là phải thành bác sĩ. Vì trong nhà là chưa có ai làm bác sĩ hết cho nên là trong nhà đều mong đợi là thầy là học bác sĩ. Nhưng mà là cái ông anh thầy ông mới nghiên cứu tử vi. Ông nghiên cứu tử vi thì ông nói là cái số này nó là cái số tu hành đắc đạo thôi, chứ không còn mà ở nhà chỉ có tu hành đắc đạo là được thôi, chứ còn mà ở nhà là khổ chết luôn. Cái rất sai luôn. Mà tự nhiên á cái duyên đưa đến là có thầy xuất gia, cái té là cái duyên nó như vậy. Cho nên đó là cái duyên đó chính là cái sinh nghiệp của mỗi người đó. Vì vậy cho nên là mình hãy lấy chính cái sinh nghiệp của mình đó, hay là chính cái điều kiện cái nhân duyên của mình đó, để mình làm bài học mà tu tập. Nên xuất gia tại gia gì thì là tùy duyên thôi, chứ không phải là mình mong cầu mà được. Hay là mình nhiều khi á, ví dụ như cái duyên của mình là phải học bài học ở đời mà mình lại trốn tránh cái bài học đó, mình vô xuất gia thì nhiều khi vô trong xuất gia là cũng tu được gì cả, nó xin chuyện này xin chuyện kia đâu thứ hết á, là cũng cuối cùng cũng không tu được. Nhưng mà cái người mà nó thuần á thì tự nhiên vô tu cái, ví dụ như thầy chẳng hạn, hồi ở ngoài á là đi học là rất là dở, đi học á đi học thi thì cũng đậu vậy, nhưng mà trong trong lớp học là luôn luôn là học đứng dở thua người ta. Nhưng mà khi xuất gia một cái rồi á thì học môn nào cũng giỏi hết. Thì cái đó là tại nó thuần duyên. Thuần duyên nhưng mình đâu biết được. À có một cái câu cái phần hai này rất là hay. Cái phần hai này đó thì là tất cả đều có đều cái sự, tạm thời mình dùng cái từ an bài thì nó hơi đặc,
nhưng mà nó là cái sự vận hành đúng theo nguyên lý của Pháp. Thì con người sinh ra đó, nó có một cái điều mà thầy nói hơi ngược lại, thầy nói hơi ngược lại với các vị khác. Thầy nói là nghiệp là con đường duy nhất đưa đến giác ngộ giải thoát, trong khi thì đa phần là ai cũng nói là nghiệp là cản trở cho sự giác ngộ giải thoát. Nhưng mà thầy lại nói ngược lại, tại sao mà là thầy lại nói là cái nghiệp là con đường duy nhất đưa đến giác ngộ giải thoát? Bởi vì cái nội dung của nghiệp là nhận thức và hành vi, mà sinh ra đó thì tuy rằng là mọi người đều có cái tâm là rất là sáng và pháp thì hằng vận hành rất đúng, nhưng mà bởi vì con người mặc dù là tâm sáng nhưng mà vẫn chưa biết. Thí dụ bây giờ thầy ngồi đây là thầy chưa biết phía sau nhà bếp đó là cái gì, phải vậy không? Thì nếu như thầy biết hết tất cả mọi chuyện trên đời rồi thì giờ có biết nhà bếp cũng chẳng lợi ích gì, cho nên thầy cũng cần biết nhà bếp nữa. Bởi vì ví dụ vậy thì tâm thầy nó mới không có tìm tòi. Nhưng mà khi mình sinh ra đó là khi mình chưa biết là luôn luôn tìm tòi cho biết, đó là cái nguyên tắc nguyên lý của con người là như vậy. Mà sinh ra đến còn nhỏ là luôn luôn tìm tòi để biết. Như vậy trong trong cái đời sống của mình đó, nó chỉ có hai phương diện thôi, một phương diện là nhận thức và một phương diện là hành vi, phải vậy không? Đó. Cho nên đó, một cái quá trình để mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi đó, đó thì phải qua nghiệp thôi. Vì nghiệp là nội dung của nghiệp là nhận thức và hành vi. Thì bây giờ nghiệp là gì? Nhận thức sai cho nên hành động xấu và kết quả là khổ. Bây giờ nhận thức đúng thì hành vi tốt và kết quả là an lạc, thí dụ vậy. Thì đó đang nói là nghiệp gì nữa. Vậy thì nếu mình không trải qua nghiệp, làm sao mình điều chỉnh được nhận thức và hành vi? Mà Đức Phật thì được gọi là bậc minh hạnh túc, tức là đã điều chỉnh nhận thức đến chỗ hoàn toàn, gọi là minh túc, và đã điều chỉnh hành vi đến chỗ hoàn hảo, cho nên gọi là hạnh túc. Như vậy là không phải là minh hạnh túc là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi đến chỗ hoàn hảo hay sao? Vậy thì không qua nghiệp làm sao mà mình có thể điều chỉnh nhận thức và hành vi được? Bây giờ mình lấy một cái ví dụ, một em học sinh đi học từ lớp 1, để cho có thể là sau này đã hoàn thành được cái tiến sĩ đó, thì em đó phải đánh vần, học toán từ cộng trừ nhân chia thật là cực khổ, sai lên sai xuống một hồi á, rồi cứ hết sai lớp 1 rồi qua đến sai lớp 2, cứ sai lớp 2 đến qua sai lớp 3, thì cứ luôn luôn là điều chỉnh cái sai để cho nó đúng. Ví dụ lúc đầu làm toán cộng sai, dần dần mới làm toán cộng đúng, đánh vần sai, dần dần mới đọc đúng. Ban đầu thì viết văn không được, dần dần viết trở thành là viết văn hay. Thì tất cả những cái đó đều là điều chỉnh nhận thức và hành vi cả. Làm sao mà học cho tới tiến sĩ mà lại không điều chỉnh nhận thức và hành vi được? Làm sao mà có một người mà tự nhiên đó là sinh ra cái là nhảy lên tiến sĩ liền được? Nếu không có trải qua cái trải nghiệm, và cái trải nghiệm đó chính là mỗi người là chọn lựa cái cách của mình. Tại sao chọn lựa? Người này thích ổi cho nên về trồng ổi, một vườn ổi. Người thích xoài thì trồng một vườn xoài. Đó là người đó tự chọn. Người đó tại vì thích xoài cho nên cứ trồng một vườn xoài, thích ổi trồng một vườn ổi. Nhưng mà khi cái người đó trồng một vườn ổi thì lại học ra cái cách, học ra trong đó rất nhiều bài học, học ra và cuối cùng cái bài học đó là thấy ra vô thường của vô ngã. Thì người trồng xoài cũng vậy, trồng xoài cũng phải học bài học vô thường của vô ngã. Cho nên đó, mình chọn bất kỳ cái nghiệp gì trong đời sống thì ở trong đó, đó nó cũng có cái nhân quả để mình điều chỉnh nhận thức và hành vi cả. À, có quý vị có thấy ra điều đó không?
Vì vậy cho nên là bây giờ mình chỉ cứ sống bình thường theo cái duyên nghiệp của mình, nhưng mà điều điều quan trọng trong đó là thấy ra được, khám phá ra được sự thật, quan sát hay là lắng nghe hay chiêm nghiệm gì đó để thấy ra sự thật, đó là cái điều quan trọng. Cho nên ở đây cái câu hỏi này cũng đúng, tức là ví dụ như mình tham ăn, vì tham ăn cho nên nó bị đau bụng. Rồi nhờ đau bụng mình mới phải điều chỉnh lại ăn cách sao cho nó đúng. Thì cứ như vậy á, mà cái cuộc đời này đó, cuộc đời này mình thấy là nó đầy cả những cái vô thường khổ vô ngã, đầy cả những phiền não khổ đau như vậy đó, nhưng nó lại giúp cho mình điều chỉnh lại được, hay là phát huy được, điều chỉnh nhận thức và hành vi, hay là phát huy được trí tuệ và đạo đức. Cho nên đó là còn cái chuyện là mình sống và mình chọn sống ở ngoài ngoài đời hay mình chọn sống ở trong đạo đó, thì một phần á là mình chọn lựa cái nghiệp của mình, nhưng mà một phần á là cũng cái duyên nghiệp nó đưa đến. Tại cái người này như thế này á thì sẽ duyên nghiệp nó sẽ đưa đến thế này, mà xui xui khiến cái người này phải thích cái chuyện này thì khi đó mới vào đó để mà học bài học đó. Cho nếu không thích thì chẳng ai mà đi học. Ví dụ như người ta thích trồng xoài, lúc đó người ta mới ham trồng xoài, nhưng khi học trồng xoài rồi người ta mới thấy là trồng xoài nó có cái lợi nào, cái hại nào, cái khổ nào, cái vui nào, là người ta lại thấy ra đó trong đó hết đó. Do đó đó mình đừng vội là muốn giải thoát, mà điều quan trọng là mình phải học ra sự thật cái đã. Bởi vì học ra sự thật tức là giác ngộ, mà khi mình giác ngộ thì mình mới giải thoát. Chứ bây giờ tự nhiên bây giờ là một cái em học sinh cho đi đăng ký đi học, rồi em nói không, con muốn giải thoát thôi, chứ con không muốn học, học mệt lắm. Thì nó nói có lý quá nhé, bởi vì ở nhà khỏe hơn, nhất mắc gì phải đi học, phải đánh vần rồi đủ thứ, cộng trừ đồ này kia rồi cho điểm, rồi có khi thầy cô la, rồi đi học mưa nắng đủ thứ, làm gì cực khổ vậy. Nhưng mà chính cái việc làm đó đó, cái việc học đó đó, nó mới là điều chỉnh nhận thức và hành vi của nó. Cho nên đó, mình muốn mà giải thoát mau á là cũng giống như muốn trốn học vậy á. Chưa học xong mà đòi giải thoát. Nên là khi nào mà thấy rõ các pháp á, thì đó lúc đó tâm mới thanh tịnh. Lúc nào tâm thanh tịnh á, mới thấy rõ các pháp. Đó là hai cái yếu tố mà không thể tách rời nhau được. Mà đâu phải dễ gì mà tâm thanh tịnh. Tức là phải khi mình thấy được, mình học hỏi, mình khám phá, rồi mình mới thấy ra được sự thật. Thấy ra sự thật rồi cho nên bây giờ mình có thể ngồi, mình không còn ai ai lừa mình được nữa. Mình hiểu hết cả sự thật rồi, giờ không có ai lừa mình được nữa. Ngay cả cái bản ngã đó là nó là tinh vi vô cùng, nhưng mà cuối cùng đó, mình cứ thấy ra một hồi đó, là nó cũng không lừa mình được nữa. Đó. Cho nên cái việc của mình bây giờ đó là cứ việc học bài học của mình. Mà thầy nói hơi ngược lại hơi ngược chút xíu rồi, thầy nói là muốn gì cứ làm đấy đi. Đó. Tại vì nhận thức của mình ngay đó mình mới muốn cái đó, mình muốn thì cứ làm đi mới học phải học đó. Chứ bây giờ mình cứ sợ sợ cái gì mình cũng sợ hết trơn, mình muốn giải thoát cho mau cái gì cũng sợ hết trơn, thì mình đâu có học ra được cái bài học thực sự của cuộc đời như thế nào. Mình đâu có học ra được. Mình á, Đức Phật á, thì dạy mình là phải khám phá cho được cái bản chất vô thường của vô ngã. Nhưng mình nó lại nghe vô thường của vô ngã là mình muốn trốn chạy khỏi cái vô thường của vô ngã đó thì làm sao học được. Cho nên đó là một cái sai lầm. Vậy thì á, tại sao mà thầy nói là chỉ cần thận trọng chú tâm quan sát, chỉ cần trở về trọn vẹn tỉnh thức, chỉ cần trong lành định tĩnh sáng suốt, chỉ cần là rộng rang lặng lẽ trong sáng, tùy theo trường 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 hợp để trong đời sống của mình đó, để mà mình ứng phó. Nói là ứng phó thực ra là mình để học hỏi, để chiêm nghiệm, để quan sát, để thấy ra sự thật đó. Cứ vậy thôi chứ đừng có sợ gì hết. Bây giờ đó, có người á, thường thường mình hay sai lầm thế này, mình làm cái tội xong rồi sám hối để mà sao cho hết tội, đừng có bị đọa địa ngục.
Nhưng mà theo thầy ấy, đã làm tội rồi ấy, thì xin tình nguyện vào địa ngục để mới là thấy cái tội đó là thấy, thấy cái tội đó là nó như thế nào nhé. Chứ bây giờ mình đã làm tội rồi mà mình lại không bị cái quả gì hết trơn, thế thôi tới bơ người ta làm tội khỏe chút khỏe. Phải không? Đã làm tội rồi ấy, mình phải tình nguyện là trả cái nghiệp đó. Còn cái sám hối là thế này, sám hối là mình thấy sai cho nên mình mới là sám hối, tức là mình biết sai rồi bây giờ mình sẽ không làm nữa. Còn cái đã sai rồi ấy, thì nếu mà đọa địa ngục thì tôi xin đọa, xin đi xuống địa ngục mới hiểu được cái nỗi khổ của địa ngục là thế nào. Chứ còn nếu mình không không hiểu được cái nỗi khổ đó thì không được. Thí dụ giờ mình ăn nhậu quá xá rồi á, rồi bây giờ mình cầu mong sao mình đừng có bị đau gan. Cái đó là vô lý đó. Ăn nhậu rồi mới đau gan rồi mới sợ, mới là hết ăn nhậu. Chứ còn mà cho nên cái nhân quả là cái bài học kỳ kỳ diệu vô cùng. Cứ là cứ cứ cái nghiệp, cứ theo cái duyên nghiệp của mình, nhưng mà phải học, quan trọng là học thôi, phải khám phá sự thật, phải học ra sự thật, phải chiêm nghiệm ra sự thật, thì lúc đó đó mình sẽ là thấy ra được cái nhân quả nào rồi đó, thì mình mới thoát ly được cái đó. Thế Đức Phật Ngài nói rất rõ, Ngài nói là thế nào là chánh biên tri. Chánh biên tri đó là chánh biên tri một pháp, có nghĩa là thấy pháp đó sinh như thế nào, diệt như thế nào, mặt lợi của nó như thế nào, mặt hại của nó như thế nào, thì khi đó mình mới là thoát ly được cái pháp đó. Còn nếu mà mình chưa thấy được cái sinh cái diệt, cái mặt lợi mặt hại của nó đó, là mình cái đầu của mình nó vẫn cứ tò mò, nó vẫn cứ muốn làm. Cho nên bây giờ cái trình độ của cái người nào thì tự nhiên phải học cái bài học trong trình độ của người đó. Còn tất cả mọi cái mà nó đến với mình đó, trong cuộc đời này đó, là đều đúng hết chứ không có sai cái nào đâu. Đừng có nói là tôi không hạnh phúc là bởi vì do cái ông đó ông kia do cái gì hết trơn á, mà tất cả những cái đó nó đều là đã là vận hành một cách rất chính xác. Sau này càng ngày càng giác ngộ ra đó, mình mới thấy rằng là đúng, trường gì nó cũng nó chính xác cái đồ cực kỳ là luôn. Mà tại vì ấy, do mình chủ quan cho nên mình mới là nói là tại cái này cái kia. Chứ thực ra đó chính là cái mà mình không thích đó, đó là cái đang giúp mình điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình. Kính bạch Hòa Thượng, con được nghe lời dạy của Hòa Thượng trong cuốn Sống Trong Thực Tại là ngay nơi thực tại mà thấy, biết, hiện quán và thực chứng. Con chưa hiểu được rõ điều này. Có một lần có một cái người ngoại đạo tên là Kassapa đến hỏi Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, có phải là mình tu để thoát khổ không? Thì Đức Phật nói không. Ông mới ngạc nhiên, ông nói là tôi sao lại không thoát khổ. Tôi chính Ngài nói tôi diệu đế là cũng nói tôi là thoát khổ mà sao ta nói là không. À thì té ra đó là tôi cũng phải là để thoát khổ, mà là để thấy khổ, biết khổ, hiện quán khổ, thực chứng khổ, chứ không phải là để thoát khổ đâu. Nhưng mà một khi mà mình thấy thấy khổ, biết khổ, hiện quán khổ, thực chứng khổ, thì tức là mình đã thấy được như hồi nãy Phật dạy đó, tức là mình đã thấy được cái sự sinh của khổ, cái diệt của khổ, thấy hư không vị ngọt của khổ, thấy sự nguy hại của khổ. Bây giờ đối với quý vị là vị ngọt của khổ là cái gì? Khổ mà làm sao có vị ngọt được? Nhưng mà ai biết được vị ngọt của khổ là gì? Đúng, đó là bài học để giúp mình thấy ra cái khổ đó.
Tất nhiên nó có mặt lời của nó chứ. Cái mặt hại của nó làm mình đau khổ. Nhưng mặt lời của nó đó chính là vì mình đau khổ cho nên mình mới biết được cái sự thật đó để mình thoát ra. À, cho nên nó vẫn có mặt lời mặt hại của nó. Vậy thì mình phải thấy, mình phải là thấy khổ, thực chứng khổ, thấy khổ, biết khổ, hiện quán khổ, thực chứng khổ. Chẳng phải là không phải là thấy khổ là muốn thoát khổ đâu, muốn thôi mà lấy thấy thoát khổ làm sao được. Bây giờ mình nói, tôi nói là cái gì đó, gánh cực mà đổ lên non, cong lưng mà chạy cực còn chạy theo. Tức là mình muốn dẹp cái khổ đi đó, thì cái khổ đó vẫn cứ đeo theo mình này. Bởi vì đó là cái bản chất mà. Bản chất của mọi hiện tượng là khổ. Có nhiều người là nói là nói khổ bi quan hóa cho nên nói là vô thường, vô ngã thôi, chứ không có nói khổ. Nhưng mà cái đó là sai lầm lớn đó. Cái khổ là một yếu tố cực kỳ cần thiết để giúp mình giải thoát. Nếu không có khổ thì chẳng bao giờ ai giải thoát cả. Thí dụ như bây giờ nhắc lại là cái người nó cứ ăn nhậu mà nó đang khổ gì cả. Ăn nhậu lúc nào cũng là như tiên vậy. Thì có khi nào mà ông nghĩ tới giải thoát không? Không bao giờ. Nếu đi ăn trộm mà càng ngày càng giàu càng hạnh phúc, chứ không có bị bắt, không bị ở tù rồi gì cả đó, thì không bao giờ mà họ bỏ đi ăn trộm cả. Nhưng mà pháp rất là công bình. Tức là thế mình làm gì thì có nhân có quả đại quả đó, để mình học ra đó. Cho nên khổ là yếu tố cực kỳ cần thiết trong đời sống này. Không có khổ là không thể nào được. Cho nên đó, tại sao Đức Phật lại nói là khổ là chân lý? Lại ra là nói là đạo đế là chân lý thì đúng, diệt đế thì chân lý là đúng. Nhưng mà tại sao tộc đế khổ đế cũng là chân lý? Bởi vì nếu không có trải qua cái tập đế khổ đế đó thì không thể nào thấy ra được cái đạo đế diệt đế. Kỳ lạ là do đó mà. Rồi bây giờ này có một cái nữa, Đức Phật có một người Đức Phật này nói là pháp á là sandikiko là thấy ngay, akaliko là không qua thời gian, ehipasiko là quay trở lại mà thấy, opadajiko là trên chính mình, bất chắc tăng về đi tập bộ như thế thì mỗi người sẽ tự chứng ngộ, tự chứng. Thì có người mới hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn thì ngài nói cho con cụ thể là pháp gì? Cụ thể là pháp gì chứ cứ bây giờ nói pháp là thấy ngay, không qua thời gian, có thể chứng ngộ ngay nó chính mình, quay về mà chứng ngộ nó chính mình thì là cái gì? Thì lúc cái ông đó ông hỏi là tâm ông đang sân. Thì lúc mà ông hỏi Phật, cái người mà hỏi Phật đó là tâm ông đang sân, cho nên Đức Phật ngài nói là sân là pháp thấy ngay. Nếu mà quay về cái là thấy ngay phải không? Sân là pháp, thế mà quay về là thấy ngay, ngay nơi chính mình đấy. Đó, tức là ehipasiko, oparajiko thì sandhitiko là thấy ngay, akaliko là không cần quá thời gian. Còn đó, bây giờ mình nói là bây giờ mình sân, rồi bây giờ mình tu kiểu gì đó để cho nó hết sân, tức là phải qua thời gian mà không có thấy ngay. Phải không? Còn ở đây á, là sân thì là quay về là thấy ngay sân. Đó. Tức là sân đi thì cô akaliko cũng cần qua thời gian. Và mọi người tự chứng được, tức là cảm nhận được cái sân đó như thế nào. Cho nên tại sao thầy phải nói là mình chỉ cần trở về tròn vẹn tỉnh thức để cảm nhận cái tham ấy, cái sân ấy, là cái đi cái ngồi, bất kỳ cái gì, bất kỳ cái thân thọ tâm pháp gì thì mình chỉ mình nói như thế nào thì mình trở về tròn vẹn tỉnh thức của chính nó vậy thôi. Thì đó tức là sandhitiko akaliko. Nhưng mà cái cao nhất của sandhitiko akaliko đó chính là niết bàn.
là chứng ngộ niết bàn. Nhưng mà bây giờ như thế này là niết bàn cái gì nữa? Bây giờ xong, mình quay trở lại Ehipasiko, Upanayiko, ngay trên cái sân đó, Sandhiko là mình thấy cái sân nó đang như thế nào. Akaliko là không còn qua thời gian là nói phải diệm cái sân để đạt được cái này cái kia, không có thời gian đó. Nhưng mà khi mình nhìn cái sân đó, tức là mình đã thấy được tập đế khổ đế. Mà khi tập đế khổ đế không còn, khi mình nhìn mà mình thấy cái tập đế khổ đế không còn, thì lúc đó là đạo đế diệt đế, thì ngay đó cũng là niết bàn luôn, chứ đâu phải niết bàn ở chỗ nào khác. Chứ không phải nói là mình phải diệt hết cái này, diệt hết cái kia rồi để mà tới niết bàn. Mà đó đó là lý thuyết. Cái trên thực tế đó là cái sân đang khởi lên, thì bây giờ mình tròn vẹn cảm nhận cái sân đó đang sinh diệt như thế nào, vị ngọt của nó thế nào, sự nguy hại của nó thế nào, thì tự nhiên mình giác ngộ được chính cái sân đó. Mà giác ngộ được tập đế khổ đế, tức là không còn bị tập đế khổ đế lôi mình đi nữa. Tức là khi mình nhìn lại cái sân thì không bị cái sân nó lôi mình đi nữa, mà nó sẽ diệt đi. Thì lúc đó không phải là giải thoát giác ngộ rồi cho gì nữa. Một cái mình làm được, một cái sân mình làm được, thì cái tham mình cũng làm được, thì giờ hôn trầm thủy miên cũng làm được, tất cả mọi cái pháp gì cũng đều làm được giống như vậy, cũng đều là Ehipasiko, Upanayiko, Sandhiko, Akaliko và Paccatamiritabbho Vinyuhi, tức là mỗi người sẽ tự chứng. Mỗi người tự chứng cái điều đó, cứ nhìn lại là nó sẽ tự chứng thôi. Cho nên á, cái mà nói là thì ngay cái thực tại tại đây và bây giờ mà thấy biết hiện quán và thực chứng chính là như vậy. Thì đừng có tìm cái khác. Thí dụ bây giờ mình sân mà mình nói là ước gì mình không sân, tức là mình đẩy nó vào một cái lý tưởng vào tương lai, còn cái sân thì vẫn cứ còn đó. Mà trong khi đó, đó mình chỉ cần là hiền quán lại cái sân đó, thấy biết hiền quán, tròn vẹn cảm nhận được cái sân đó, thì mình sẽ thấy là cái sân đó nó diệt đi à, và trả mình lại với cái thân tịnh trong sáng. Trong một số sách yoga giải thích về ảnh hưởng sức khỏe và cơ thể giúp quá trình giác ngộ phát triển tự nhiên rất tốt, bản thân con cũng cảm thấy nếu cơ thể khỏe mạnh thì giúp tâm quan sát tốt hơn. Xin thầy giải thích về sự liên quan giữa thân và tâm, cả hai chiều ảnh hưởng lẫn nhau. À, những câu hỏi này nó cũng giúp cho mình thấy ra cái vấn đề tu tập của mình. Thật ra đó, cái Phật giáo nó khác với các cái tôn giáo khác đó. Ở cái chỗ đó, ví dụ như là ở bên Bà La Môn chẳng hạn, thì họ là rèn luyện thân. Rèn luyện thân là làm sao cho thân được điều hòa, tốt đẹp, phát triển cho nó mạnh khỏe. Và khi mạnh khỏe thì mình cảm thấy là mình thoải mái, mình cảm thấy là nhẹ nhàng, cảm thấy an vui hạnh phúc, thì họ thấy cái điều đó cho nên họ mới làm như vậy. Nhưng Đức Phật là ngài thấy sâu xa hơn, ngài thấy sâu xa hơn. Cái tu thân của Đức Phật đó, nó khác với tu thân của yoga. Ở cái chỗ tu thân của yoga đó là làm sao cho cái thân này thật là tốt, không bền này, sống lâu này gì đó, hay là toàn là những cái chuyện tốt đẹp không thôi cho cái thân. Nếu mà như vậy đó là cũng mang tính sở đắc, nhưng mà rồi đó, không bệnh khỏe gì thì cũng chết rồi. Bệnh khỏe rất mấy cũng chết rồi, mà nhưng mà có giải thoát giác ngộ hay không. Còn Đức Phật đó, là nói tu thân là tu thế này, giờ thân mình bệnh hay là thân mình khỏe gì cũng biết, nhưng mà cái thân đó đó là không làm điều ác, làm điều lành. Thân đó đó là đi đứng nằm ngồi đúng với giới,
tức là đi đứng nằm ngồi một cách tốt đẹp. À, thì cái tốt đẹp của Phật ấy, nó khác với cái tốt đẹp bên kia. Bây giờ đó quý vị á, cố tập luyện cho cái thân mà nó thật là mạnh khỏe rồi đó, thì tham dục nó rất dễ sinh ra. À, nhiều khi ấy, bệnh là một cái rất là may mắn, bởi vì ấy, nhiều khi nhờ bệnh mà mình ít tham dục hơn. Cho nên là trong cái 10 cái điều cái bằng luận bạo vương tam muội gì đó có nói là quán thân thì đừng có cầu là không bệnh, bởi vì thân mà không bệnh á thì ác tham dục dễ sinh đó. Mà cái nguyên nhân này là cái vô minh ái dục, cho cái nguyên nhân không phải là do bệnh ấy không bệnh. Trong kinh Phật á thì rất là rõ, có nhiều vị bệnh mà bệnh đến độ mà là đến không thể nào mà chữa được nữa, nhưng mà Đức Phật ngài tới ngài giam cho vị đó thấy được vô thường của vô ngã, là vì nó đắc đạo quả. Đắc đạo quả trong khi bệnh á, chứ đâu phải là để phải mạnh khỏe rồi mới là đắc đạo quả. Nhưng mà một người mà mạnh khỏe mà luôn luôn sống sảng khoái thì chưa chắc gì đã thấy vô thường khổ vô ngã. Bởi vì khi mình mạnh khỏe là mình muốn bảo vệ cái mạnh khỏe đó cho nó thường, và mình muốn là cái thường đó nó luôn là an lạc, luôn là hạnh phúc, cho nên là bám víu vào cái hạnh phúc đó. Và mình thấy rằng là thân tôi mạnh khỏe, tâm tôi an lạc, như vậy là cái tôi vẫn còn nguyên, thậm chí cái tôi nó còn to hơn nữa. Cái tôi của anh bệnh tật thua tôi, bởi vì tôi là cái thân mà tôi nó mạnh khỏe như thế này, tôi an lạc như thế này, còn anh đau bệnh khổ chết là anh thua tôi rồi. Đó là bạn ngã anh này hơn bạn ngã anh kia, phải không? Như vậy thì không phải là giác ngộ giải thoát. Tất nhiên là mình không phải là mình, nếu mình biết, tức là mình quan sát để mình biết thì mình sẽ điều chỉnh cái ăn uống, điều chỉnh cái đời sống của mình, cho nên có thể là mình sẽ không bị bệnh tật. Nhưng mà bị bệnh tật hay không bị bệnh tật không phải là vấn đề, mà vấn đề là mình có thấy ra được thế nào là khổ đau, thế nào là hạnh phúc, thế nào là được, là mất, là hơn, là thua. Mình phải thấy ra được sự thật đó. Cái đó mới là cái chính. Mà thấy ra cái cuối cùng của cái sự thật đó đó, của sự thật của tất cả hiện tượng mà trong đó có cái thân tâm mình á, thì đó chính là vô thường khổ vô ngã. Nhưng mà mình khỏe là chắc chắn là có ngã trong rồi, phải không? Tức là nếu tự nhiên mà mình sống đúng ha, mình nhận thức đúng và hành động tốt, cho nên bây giờ mình khỏe thì cái đó là cái nhân quả tự nhiên. Còn mình cố gắng để mà rèn luyện để cho mình có một cái thân thật tốt á, thì thật ra đó là chỉ làm một cái việc vô ích mà mình phải bảo vệ. Thực ra là nói như vậy cho lúc đó mình phải bảo vệ mình hàng ngày, không có thông dong tự tại được đó. Quý vị có hiểu ý thầy nói không? À, tất nhiên là không phải là mình nói là mình cầu mong bệnh, nhưng mà đôi lúc cái bệnh nó giúp mình. Cái chính cái lúc mà bệnh đó, nó làm cho mình cái tâm mình đó, nó do cái đau đó, cái bệnh đó làm cho cái tâm mình nó hướng về cái đau đó, cho nên đó, nó vô tình nó chánh niệm tỉnh giác. Cho bây giờ mình mà thân mình mạnh khỏe là mình cứ ngồi mình cứ nghĩ này nghĩ kia đủ thứ hết, ham muốn đủ thứ, chuyện này chuyện kia hết đó, ham từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Còn lúc mà mình bệnh đó, thì chính cái lúc mình bệnh đó đó là mình mới chỉ thấy đau thấy khổ thôi, cho nên mình ít tham muốn. Thì cái này đó tất nhiên là thân với tâm đó, là nó có liên hệ với nhau, nhưng mà liên hệ theo cách này này, liên hệ theo cách chánh niệm á. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là tâm tròn vẹn với thân, thân như thế nào thì tâm tròn vẹn biết rõ thế đó, thì cái đó là một sự liên hệ mà gọi là thân tâm nhất như đó. Liên hệ như vậy là đúng rồi.
Khi mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trên thân thọ tâm pháp chính là thân tâm nhất như. Nhưng mà mình mà cố gắng để làm sao cho thân mình phải được mạnh khỏe, phải được đẹp, phải được thế này thế kia thì mình chỉ khổ theo với cái mà mình phải phải cố gắng gìn giữ đó. Thầy cũng có tập yoga và thậm chí là có tập luôn cả thái cực quyền nữa. Nhưng mà quý vị nên nhớ đến đây này, đó là để đối phó thôi. Như hồi sáng thầy ví dụ đó, giả sử bây giờ cái tay thầy đau, cho nên thầy phải tập những cái tư thế nào đó để cho cái tay nó bớt đau, thì đó là gọi là pháp đối trị. Pháp đối trị là khác. Còn mình mà muốn rèn luyện để mình đạt được một cái gì đó là trong đó mình có sự dính mắc ở bên trong. Còn đây bây giờ ví dụ như mình cái chân mình đi không được thì lúc đó mình phải dùng một cái gầy để mình chống mình đi, thì đó là pháp đối trị hay là một cái phương tiện thôi. Còn cái rèn luyện để mà đạt được á, tức là bây giờ mình làm một cái gầy cho thật đẹp để luôn luôn phải đi gầy, mà tại sao mình khỏe phải đi gầy làm gì? Tức là mình đâu cần, mình chỉ là cái phương tiện thôi. Thực ra cái thân này nó cũng chỉ là cái phương tiện để mà giúp cho mình giác ngộ. Còn nó là khi mình chết rồi thì nó có cái thân khác. Chứ bây giờ mình mà cứ bảo vệ cái thân này cho tới cùng thì có khi chết thì mình tiếc nó đó. Trời ơi, cái thân tốt quá mà bây giờ chết uổng quá. cái thân mình tốt vậy mà bây giờ chết uổng thì rồi uổng. Không, lúc đó sợ chết. Chứ còn cái người bệnh đó là có nhiều người bệnh đó là không sợ chết. Cho nên thầy có nói ngược hơn người ta chút, là thầy nói thế này: người nào mà cái chết mà bình đồ này kia là tốt á. Bởi vì cái bệnh nó đâu còn ham muốn sống, đâu còn luyến tiếc cái thân rồi gì đâu, mà chẳng có nghĩ tới tài tình danh lợi gì nữa, cho nên chết thì mình phải thoát được. Còn cái người đang mạnh khỏe đó tự nhiên chết là thế nào cũng thành ngạ quỷ. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm nó vẫn còn muốn sống mà. Cái tâm nó vẫn còn muốn sống cho nên nó vẫn cứ giữ cái thân đó, nhưng mà giữ đúng ảo tượng. Và cái ảo tượng nó tạo thành một cái thân của một cái người ông. Và cái người ông nó vẫn ở trong nhà, vẫn thấy mình là cha là mẹ trong nhà đó. Nhưng mà khổ chết luôn là bởi vì không ai biết mình hết. Cho nên nó chưa chắc gì á mà chết một cách tốt đẹp đã là tốt đẹp đâu. Đó, nhiều người rất là nhầm lẫn cái chuyện đó. Bởi vì tại sao mà thầy thấy ra được điều này? Tại vì thầy đã có một lần là cần tự nhất sanh, tức là muốn chết rồi. có lần thầy tắt thở muốn chết rồi. Nhưng mà chính khi đó mình mới biết được là cái tâm của mình giải thoát hay không giải thoát. Nếu mà lúc đó mình dính mắc vào một cái thân mà mình tốt đẹp, trời ơi, rèn luyện 20-30 năm nay, bây giờ nó mạnh khỏe như vậy mà chết. Luôn xa luôn đồ gì mở trời rồi mà dính mắc. Thì lúc đó mới tiếc chứ, chứ không. Còn cái thân này mà nó đau, nó hư hoại hết trơn rồi, nó chết cho nó khỏe rồi mà. Cho mình nước chết làm gì. Đó, cho nên quan trọng là mình nhận thức ra, chứ còn không phải là quan trọng là mình mạnh khỏe hay không mình mạnh. Câu này là câu hồi chiều là có giảng rồi á, câu mà hỏi bằng tiếng Anh á. Kính bạch hòa thượng, là mỗi khi ngồi thiền tâm con thường vọng niệm và ôn trầm, kính xin hòa thượng cho con lời khuyên. Ôn trầm á thì thấy ôn trầm, mà vọng niệm mình thấy vọng niệm, đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình quý vị cứ thử cho một con, ví dụ như khi nào mà quý vị mệt do làm việc gì đó hoặc là cái gì đó mà mệt thiệt mệt đó, quý vị ngồi cảm nhận trọn vẹn cái mệt đó. Hồi nãy ở ngoài đó thầy đọc được một cái câu rất là hay, nói là bạn đừng có đi trên con đường, mà bạn hãy chính là con đường.
cho mình đừng có đi trên con đường. Thí dụ như bây giờ sân thì mình lại muốn giải quyết sân, đó là sai. Mà là khi sân hay là khi ôn tầm hay là khi đào cự gì đó, khi mà tập vọng tâm gì đó, thì mình chỉ có tròn vẹn lắng nghe, cảm nhận nó tròn vẹn, tức là lúc đó mình chính là cái đó, chứ không phải là mình đứng ngoài mà muốn kiếm duyệt đó, mà mình phải chính là cái đó, mình phải cảm nhận từ bên trong cái đó, chứ không phải là cái đứng ngoài mà kiếm duyệt. Cái mà đứng ngoài mà kiếm duyệt đó là bản ngã, cái đó là bản ngã. Còn á, là pháp á, là chính tự, pháp là cái sân đó, đó. Tức là bây giờ mình phải từ bên trong cái sân đó. Cho nên á, cái câu mà nói rằng là niệm thân trên thân, niệm thọ trên thọ đó, thì chữ trên đó nhiều khi nó chưa đúng. Thật ra là trong mới đúng. Tức là cảm nhận cái thân nó trong chính thân đó. Cảm nhận cái thọ trong chính cái thọ đó, cảm nhận cái tâm trong chính cái tâm đó, chứ không phải là đứng ngoài mà nhìn vào. Đó. Khi nào mà mình còn thấy sân, rồi mình còn nhìn cái sân, rồi mình muốn hết sân là đứng ngoài nhìn vào. Còn bây giờ mình sân á, là mình hoàn toàn tròn vẹn với cái sân đó, cảm nhận cái sân đó một cách tròn vẹn, là lúc đó mình chính là cái sân đó, chứ không phải là ai khác. Đó. Toàn bộ thân tâm của mình là đang là cái sân đó. Cho nên bây giờ là cái mình tròn vẹn với cái sân đó. Nhưng khi tròn vẹn với cái sân đó đó, thì nó cái sân đó nó mất đối tượng. Phải vậy không? Đó. Thí dụ như bây giờ cái ngọn đèn pin nó chiếu tới cái đối tượng nào đó. Nhưng mà bây giờ cái đèn pin nó chiếu lại chính nó đó, thì nó đâu, thì nó mất đối tượng. Mà nó mất đối tượng tức là mất cái món ăn. Nói theo trong kinh đó, là mắt tai mũi lưỡi thân ý hay là tham sân si gì đều có cái món ăn của nó hết á, cái món ăn của nó chính là cái đối tượng. Nhưng bây giờ mình lại quay lại chính bản thân cái sân đó, cái tham đó, thì nó mất đối tượng rồi, còn đâu nữa mà nó tham, còn đâu nữa mà nó sân. Tức là ngay khi mà mình tròn vẹn với cái sân, tròn vẹn với cái tham á, thì đã là mất cái tham, mất cái sân rồi. Thế nên mình không cần diệt nó, mình đứng ngoài mình cố diệt nó là diệt không được. Nói như lão tự là tương dục phế chi tức cố hương chi, mình muốn diệt nó tức là muốn làm cho nó mạnh thêm. Chứ còn đó, bây giờ mình tròn vào trong đó rồi là tự nhiên hết. Bây giờ mệt, quý vị mệt á, mệt mệt về thân á, lúc đó là người máu cơ tim với cái gì đó không biết, có khi là bị sốt gì đó không biết đó. Nhưng mà quý vị hoàn toàn nằm yên, cảm nhận tròn vẹn cái đó là tự nhiên nó hết đó. Lúc đó mình đang nhồi máu cơ tim, hay là lúc đó mình đang tăng sông nó lên cao đó, thì chỉ có là mình nằm hoàn toàn buông xuống và chỉ có cảm nhận tròn vẹn, đừng có chống đối gì hết á, là tự nhiên huyết áp nó xuống liền. Thì tại vì á, mình nói là ngồi thiền, cho nên mình muốn là phải là khi ngồi thiền là phải không có vọng niệm, không có hôn trầm, không có cái này, không có cái kia. Đâm ra mình cứ ngồi mình làm, mình canh dự quá mệt. Cho bây giờ đó, nếu mà là canh dự thật sự đó, thì phải canh dự là thế này. Hôn trầm thì mình thấy hôn trầm, mà sân là mình thấy sân. Mà thấy là thấy tròn vẹn từ bên trong á, chứ không phải là mình đứng ngoài mà kiểm duyệt, nhớ nhớ như vậy. Đây là một nghệ thuật, đây là một nghệ thuật chứ không phải là đơn giản. Bạch thầy, con nghe thầy giảng một tướng cướp giết người, gặp Phật sau đó đã giác ngộ. Vậy phải hiểu thế nào về nhân quả? Tại sao tướng cướp giết 999 người vẫn chánh quả? Đó, đó là một bài học rất là rõ ràng. Nhân quả mục đích để làm gì? Mục đích của nhân quả là để mình học ra bài học giác ngộ. Và mình học bài học giác ngộ rồi đó, thì cái nhân quả đó trở nên là không cần thiết nữa.
cho nên không cần thiết nữa. Thật ra cái tội, cái phước, cái thiện, cái bất thiện, cái đúng, cái sai, tất cả những cái đó là để giúp mình học bài học giác ngộ. Mình là quá tính toán, mình là quá tính toán cho nên mình nói là tội là tôi sợ tội lắm cho nên bây giờ tôi phải tu rồi này kia. Mà cái quan trọng là thấy ra chứ không phải là tránh tội mà được. Vì tránh tội rồi lấy gì mà học? Cái người đó làm tội rồi mới bị nhân quả rồi mới học ra bài học. Nhưng mà khi mình học ra bài học rồi á thì tự nhiên cái nhân quả đó nó chấm dứt. Vô hiệu quả, cho nên gọi là vô hiệu nghiệp. Cái vô hiệu nghiệp á là bởi vì như thế này. Ví dụ như người ta đặt ra những cái khó khăn. Đặt ra những cái khó khăn, giống như ở Úc này có một cái trò chơi gì đó. Wipe out gì đó. À, có cái trò chơi mà người ta leo lên cái này là nó là rớt ra, nhưng mà ai mà leo qua được hết tất cả là người đó thành công. Vậy thì cái quan trọng là thành công thôi, chứ còn không phải là mấy cái thử thách đó. Những cái thử thách đó không quan trọng, quan trọng là qua thử thách đó mình có đến được cái đích không. Thí dụ như bây giờ tâm mình sân không quan trọng, mà qua sân đó mình có biết cách để mà tròn vẹn với cái sân đó để mà thấy ra được cái thân đó hay không. Thành ra sân là bài học để giác ngộ, tham là bài học để giác ngộ, tất cả mọi cái đều là bài học của giác ngộ, tội cũng là bài học để giác ngộ, phước cũng là bài học để giác ngộ, mà là cái hạnh phúc cũng bài học giác ngộ, đau khổ cũng bài học giác ngộ, tức là cái đó là nhân quả đó. Tất cả nhân quả đó là để mình học ra thôi. Cho nên đó, thầy thấy ra được một điều thế này. Một người làm chỉ một tội thôi, nhưng mà lại là 500 kiếp phải trả quả. Cho mình đừng có hiểu là mình làm một cái tội là mình chỉ là trả quả cái lời là xong đâu á. Không phải. Một cái tội, làm một cái tội thôi mà 500 kiếp phải cứ trả quả đó hoài. Đố các Phật tử là tại sao? Tại vì chưa học ra được. Ví dụ như bây giờ cái người đó ăn cái đau bụng là biết liền đó, lần sau không ham ăn nữa là xong. Phải không? Là xong, là có khi là không, chỉ một lần đó là thôi à. Còn nếu như mà vẫn không thấy gì cả, mai ăn nữa, đau bụng nữa, muốn ăn nữa, đau bụng nữa, cứ ăn đau bụng hoài thì làm sao mà hết được. 500 kiếp như vậy mới là hết. Dạ, tất cả như vậy. Nhưng mà cái nào mà mình đã thấy ra rồi, cái nào mà mình đã giác ngộ ra rồi, mình đã thấy ra rồi là xong. À, tất cả vậy đó. Cái hồi đó thầy bị đi ở tù. Thầy cũng có đi bị ở tù 3 năm. Thầy đi ở tù, lúc đầu là mình cứ bực mình quá, sao mà mình lại đi ở tù, mình tu hành mà sao lại đi ở tù. Đó, rồi mình oán người này oán người kia đủ thứ hết đó. Nhưng mà khi ở trong đó đó, mình mới học ra được rất nhiều bài học, cho đến một cái lúc mình mới thấy ủa bố tu cũng hay. bố tu cũng hay, bố tu mới học ra được nhiều bài học, cho nên mình ở luôn chùa làm sao mình học được, mình đâu biết được. À, biết được những cái này cái kia, chuyện trong tù là chuyện dài dài, dài tập. Cho nên khi ở trong tù mới học ra được rất là nhiều chuyện. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất á là mình cảm thấy không còn ở tù nữa. Mình ở trong tù mà không thấy mình ở tù nữa. Mình thấy mình vẫn hoàn toàn tự do. Mình vẫn chấp nhận được cái tù này một cách dễ dàng, không có chuyện gì mà mình như lúc đầu nữa. Đó. Thì lúc đó trong nhà tù của thầy á, là lúc đó nó có khi thì rất là nhiều. Ví dụ như bắt vượt biên vượt đồ gì đó là đầy tràn ngập luôn, nằm ngủ là có như mình phải nằm nghiêng mới là nằm được, chứ còn mà nằm ngựa cũng được. Nó chật chật nít như vậy đó, sắp như là sắp cả. Nhưng mà có bữa là đi chuyển trại này chuyển trại kia hoặc là ra bớt làm sao đó không biết. Lúc đó còn lại 13 người. Thì 13 người là ròng rại rồi, thì lúc đó anh em rất là hài hòa với nhau, thầy nói đạo rồi cho mấy người họ nghe là thương yêu nhau nhiều lắm. À. Rồi cái thầy mới nói là thôi
Bây giờ mấy đứa đó là còn gia đình, còn vợ con người kia, tôi nói để thầy lấy số 13 cho, vì còn 13 người, thầy nói để thầy lấy số 13 cho, thầy có ở lại đây chẳng sao hết trơn. Bây giờ lúc mà mình chấp nhận như vậy, ngày mai tự nhiên kêu mình ra. À, cái điều đó là giúp cho thầy thấy ra một cái bài học rất là kỳ diệu. Té ra khi mình chấp nhận á, thì lại đó là hết. Khi mình học ra được bài học đó rồi á, thì tự nhiên mình hết. Bởi vì cái mục đích á, cái mục đích như Đức Phật Ngài nói đó, tức là thấy rõ các pháp, nội tâm thanh tịnh mà thấy rõ các pháp. Bây giờ khi mình ở tù mà nội tâm mình bắt đầu thanh tịnh trở lại rồi, chứ không phải oan ức gì lúc đầu nữa, mà bây giờ mình thấy là tâm thanh tịnh rồi, và mình thấy rõ được, mình học được trong đó rất nhiều cái điều. Như vậy là nội tâm thanh tịnh mà thấy rõ các pháp, cho nên á, tự nhiên cái mình lấy số 13 là mình nói là để mình xui là để mình để lại chứ. Ai giờ đâu là tới số 13 là kêu ra. Thì bằng rất nhiều trường như vậy, nếu mình chuyên nghiệp mình sẽ thấy rất là lạ. Cho nên là thầy mới nói thế này, nếu mà mình đã làm một cái tội gì rồi đó, đó mà mình rất là vui vẻ tới trước bằng Phật, đảnh lễ Phật và nói với Phật như thế này: con làm cái tội này á là đáng đọa địa ngục, cho nên cho con đọa cái địa ngục nào mà khổ nhất á, cho con đọa cái đọa địa ngục nào mà khổ nhất á, để cho con chưa chứ không thể chứ con là con thấy là mình là sai 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 lầm dữ rồi đó. Nói vậy á là hết đọa địa ngục luôn. Không không phải, nếu mình nói mà mình gạt nếu mình nói mà mình gạt Phật á thì cũng được, nói thì nói thiệt chứ. Nếu mà mình nói thật như vậy á là không không sẽ không bị đoạn như thế đó. Ví dụ như giờ mình đi ngoài đường, thầy có lấy cái ví dụ đó, có hai người đi cái chạm nhau cái té xuống. Nếu mà người này đứng nói là anh làm sao mà anh chạy gì vậy, cái anh kia cũng nói lại anh chứ phải tôi đâu. Đó là hai người cãi nhau rồi có khi đánh nhau. Nhưng mà giả sử một anh đứng dậy, trời tôi gặp công việc quá, tôi xin lỗi anh đó, tôi xin lỗi anh. Rồi anh nói không không thôi không sao đâu, rồi đi hết hai người đi. Cho nên là nếu như mình thật sự biết lỗi và mình chấp nhận cái trả quả đó thì lại không cần trả quả nữa. Nhưng mà mình lại không biết lỗi, cho nên là 500 kiếp vẫn chưa xong, dễ sợ. Cái nhân quả nó lạ lùng lắm, chứ không phải đơn giản. Vậy thì á, ông Angulimala ông giết 999 người, nhưng mà đến khi Đức Phật Ngài tỉnh ngộ, mà tại sao á, bây giờ mình đặt câu hỏi này, tại sao Đức Phật Ngài biết là người giết người thứ nhất là Ngài đã biết rồi chứ, phải không? Giết người thứ nhất là Ngài đã biết rồi, tại sao Ngài không ngăn chặn ngay từ cái người thứ nhất mà đợi 999 người mới là tới? À, mấy cái đó là những cái đó là những cái điều mà mình cần phải chiêm nghiệm. À, là bởi vì á, cái ông này ông tới 999 người rồi á, thì ông mới thấy là cái việc làm của ông là vô lý, là sai lầm. Tức là lúc đầu thì háo hức mà làm mà giết người rồi này kia, đến cái lúc mà tới tận cùng rồi mới thấy là sao, tại sao mình lại phải giết người? À, nhưng mà tại vì cái số con số là phải đủ 1.000, thành ra là cái người cuối cùng là bất đắc dĩ thôi, cho trong lòng là phải thấy vô lý rồi. Thì Đức Phật Ngài nói một câu cái là tự nhiên dừng lại liền đó. Cũng như nàng Pachatara, nếu mà nàng Pachatara mà không có chết chồng, cũng chết con, cũng cha mẹ mất hết rồi, của cả tài sản gì tất cả không còn gì nữa rồi, điên loạn luôn. Nhưng mà khi Đức Phật Ngài nói lên sự thật thì cái sự thật đó là sự thật mà chính là nàng ta đã trải nghiệm.
Nhưng mà nếu mà Ngài nói trước đó 5 ngày ấy, chưa chắc đã giác ngộ. Đừng nói là 5 ngày, có khi là 1 phút trước chưa chắc đã giác ngộ nữa. Nhưng mà đúng cái lúc, đúng cái lúc mà cái người đó có thể thấy ra được sự thật, thì Đức Phật Ngài là chỉ cần chạm vào một cái là thấy ra sự thật liền. Vì vậy mà, vì vậy á, cái điều quan trọng là thấy ra sự thật. Điều quan trọng là thấy ra được cái thiện, cái bất thiện, cái phước, cái tội, cái như thế nào, thấy rõ ra hết. Nên có một người hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, có thấy Ngài nói toàn điều thiện không, chứ Ngài đâu có biết điều ác đâu mà nói. Nói vậy đó, Đức Phật Ngài nói là nếu con nói vậy không có điều ác nào mà ta không biết hết trơn. Có một lần thầy nói là, thầy nói là cái cuộc đời này đó, tất cả mọi chuyện trên cuộc đời này đều là bài học tốt đẹp để cho mình giác ngộ hết đó. Thì có một người Phật tử hỏi thầy, nếu vậy thì là giết người cướp của cũng là bài học giác ngộ sao? Người nói hỏi thầy vậy. Thì bây giờ thầy trả lời nào? Thầy trả lời trong màn rất là tức cười. Thầy nói thế này: chưa có một vị Phật nào mà thành Phật mà chưa từng là cướp của giết người cả. Vì một vị Phật đã trải qua bao nhiêu áo trắng kỳ kiếp để mà thành Phật á, là cũng đã từng trải qua cướp của giết người rồi. Mới giác ngộ ra được, qua cái cướp của giết người đó mới giác ngộ ra, mới là tiến lên một bậc. Rồi cứ như vậy mà cho đến khi mà giác ngộ giải thoát, chứ đâu phải là không cướp của giết người mà giác ngộ giải thoát đâu. Cho nên vấn đề không phải là cướp của giết người, mà là cướp của giết người đó có giúp mình giác ngộ ra được điều gì không đó. Nếu cướp của giết người mà mình thấy ra được cái tâm mình đau khổ thế nào, sai lầm thế nào, để điều chỉnh lại cái nhận thức, cái hành vi, thì đó là quá trình để đưa đến giác ngộ giải thoát. Vì vậy cho nên là mình đừng có quá là đặt nặng cái chuyện mà tội với phước, thiện với ác, đặt nặng để mà chấp trước á. Chứ còn nếu như mà mình mà chịu khó lắng nghe, chiêm nghiệm, học hỏi ra từ cái tội, cái phước, cái đúng, cái sai, cái thiện, cái ác, thì là mình vẫn giác ngộ. Bởi vì lúc đó chính là mình đã thấy ra được, đã thấy rõ các pháp. Và cái thấy rõ các pháp thì nội tâm mới thanh tịnh. Thưa Thầy, con luôn nghĩ thấy ai khó mình giúp được thì giúp, chỉ cần phòng tránh người lợi dụng hoặc dùng với mục đích sai trái. Rồi con có nghe một bài giảng trên YouTube có dạy rằng cúng dường bậc chân tu thì sẽ được phước vô lượng, còn làm phước nhiều cho những người không chân tu thì chỉ bình thường vậy thôi. Nhưng con lại nghĩ nếu ai cũng cúng dường cho bậc chân tu để được phước nhiều thì lại là tham rồi. Giúp những ai khó, không kể họ có chân tu hay không, mới là từ bi. Thầy giúp con hiểu thêm được không ạ? Trong cái việc mà mình làm phước á, là nó có hai cái mặt. Một là để mình tập xả đi, bởi vì mình là trong cái thời kỳ mà mình vô minh ái dục là mình cứ tích lũy, cứ tích lũy vào cho nhiều, gọi là tham, và không cho ra gọi là sang, cho nên người ta gọi là sang tham. Thì do mình sang tham cho nên mình mới là bố thí, cúng dường hay là giúp đỡ người khác, là để thứ nhất là để xả đi bớt cái tâm
sang tham. Và thứ hai đó, một cái sang tham đó, đó là do cái bản ngã. Cho nên đó, thứ hai là mình phát huy cái tâm vị tha để giúp đỡ người khác thì đó là vô ngã. Cho nên đó là cái xả ly cái đó đều là nói chung là học cái hành vô ngã vị tha. Nên trong cái pháp tu mà thầy nói là một cách tóm tắt là tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha. Tùy duyên thuận pháp có nghĩa là hoàn cảnh nào mình cũng phải sống đúng pháp. Dù hoàn cảnh nào, dù mình khổ hay mình vui hay dù mình được cái mình mất gì đó thì cũng phải sống đúng pháp. Thì có nhiều người nghe chữ tùy duyên nghe là nói là tùy duyên, tức là bà đâu theo đó. Đó là nói theo ý họ. Thế còn cái chữ tùy duyên thuận pháp á, là được Đức Phật hay là tất cả các vị, ví dụ như là Đạt Ma Tổ Sư cũng dạy là tùy duyên hành. Cái hành đầu tiên là phải tùy duyên hành đó. Rồi báo oán hành, tức là mình phải nhẫn nại để mà trả những cái quả mà mình đã tạo đó. Đại khái là vậy. Thì lúc đó mình mới là sống được với là thuần pháp. Cho nên mới là tùy duyên thuần pháp này. Là các cái bậc thiền trí thức người ta đều là sống tùy duyên thuần pháp cả. Nhưng mà chữ tùy duyên đấy cũng có nghĩa là bà đâu theo đó, không phải vậy. Mà tùy duyên tức là tùy hoàn cảnh, hay là dù hoàn cảnh nào thì mình vẫn là sống đúng pháp, gọi là tùy duyên thuần pháp. Khi nào ai hỏi đó thì quý vị trả lời giống như vậy giống thầy. Tức là không phải tùy duyên là theo duyên gì là mình theo duyên đó, nhưng mà tùy vào cái duyên đó để mình sống sao cho thuần pháp. Khi đói mình vẫn sống thuần pháp, khi no mình vẫn sống thuần pháp, khi mình được mình sống thuần pháp, khi mất mình cũng sống thuần pháp đó. Khi khổ mình cũng sống thuần pháp, khi vui mình cũng sống thuần pháp, cái đó gọi là tùy duyên thuần pháp. Thì đó, ở đây đó là mình tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Cho nên cái việc mà bố thí cúng dường á là mình làm là với cái tâm xả ly và cái tâm vị tha. Xả ly là để mình không ích kỷ và vị tha là để cho mình không có tham lam. Thì cái điều đó là nó lại gọi là ba la mật. Ba la mật có nghĩa là buông xả được cái nhất là trong cái việc bố thí đó, là buông xả được cái ta sở hữu. Và nói chung là nói như vậy cho nó dễ hiểu. Thế thì đó, nó có cái thế này: nếu một cái người mà đã có một cái tâm bố thí đầy lòng từ bi hỷ xả thì cái đó không nói gì, nhưng mà không dễ gì mà mình bố thí được, phải vậy không? Nhưng mà rõ ràng này là mình bố thí người nào mà mình kính trọng thì mình mới bố thí được, phải không? Thí dụ như bây giờ quý vị có thể là cũng có thể 100 đô dễ dàng, nhưng mà vậy gì mà có một người nghèo mà xin mà mình cho 100 đô, phải không? Là bởi vì trong đó nó có cái tình thương yêu, cái sự kính trọng là cái gì đó thì mình mới làm được. Nhưng mà ban đầu là phải nhờ những cái ví dụ như mình ban đầu mình phải chia sẻ cho cha mẹ mình, chia sẻ cho vợ chồng mình, chia sẻ cho con cái mình, lúc đầu là như vậy cái đã. Thế còn ai là cũng muốn là ôm ấp chứ không muốn chia sẻ. Nhưng bây giờ cha mẹ mình mà mình chia sẻ sao được, con cái mình không chia sẻ sao được. Cho nên nó nhờ những cái tình thương yêu đó, nhờ sự kính trọng đó mà mình mới chia sẻ ra. Nhưng mà một khi mà mình đã bỏ ra được rồi đó thì cái tính mà vị tha bắt đầu nó phát triển lên, cái tính xả ly nó bắt đầu phát triển lên. Thì lúc đó, đó mình mới có thể là cho người nghèo, thậm chí đó là mình cho luôn cả những cái con kiến, con sóc, con gì cũng thú nữa. Nhiều khi mình ăn cái gì đó, có nhiều khi thầy ăn một cái trái cây, cái thầy cũng thôi ăn một nửa thôi để lại nửa cho cũng xong,
Có khi là như vậy, hoặc là thấy kiến rồi này kia cái mình đem ra mình thấy mình để ra ngoài cho nó kiến nó ăn. Đó. Thì cái tâm mình nó mới bắt đầu, nó mới mở rộng ra nhé. Cho nên tại sao mà cứ nói là phải bố thí đến chư tăng, đến những người đức đồ, đến những người ân nhân của mình thì mới có phước. Thì nói vậy là để cho người ta biết xả ly cái đã. Còn sau khi người ta biết xả ly rồi, khi mà vô ngã vị tha rồi thì lúc đó người ta sẽ cho, không phải là cho người nghèo mà cho cả con kiến nữa. Đó. Cho nên mình không phải là khi mình nói là để bố thí cho chư tăng mới có phước không, không phải nói như vậy là để cho người ta là ham phước, mà thực ra đó là cái điều đó nó giúp mình dễ làm hơn. Thì lúc đó bắt đầu là mình mới làm như vậy, rồi dần dần nó mới phát triển ra. Nên là cho nên là không phải là mình cứ là bậc chân tu mình mới dân cúng, mà là khi nào ai cần thì mình giúp đó. Thì cái tính mà khi mà ai cần mình giúp đó, đó là vị tha. Nhưng mà có một cái điều thế này, tại sao mà cúng dường cái bậc tu hành là không phải là tốt, không phải là phước? Mình không phải là nói là mình tu hay dân cúng cái bậc tu hành để cho mình có phước, nhưng mà đúng là dân cúng cho bậc tu hành thì mình có phước. Là vì sao? Mình làm những cái việc gì đó mà nó có lợi ích nhiều người và lợi ích lâu dài thì việc đó có phước nhiều. Tức là mình cũng phải có trí tuệ chứ, phải không? Tất nhiên là bây giờ người này chết đói thì mình cho ăn, cái đó là cái duyên đến như vậy thì mình phải làm thôi. Ví dụ mình đi chùa để cúng chùa, nhưng bây giờ gặp giữa đường có người đang đói thì mình mua đồ cho họ ăn cái đó. Nhưng mà rõ ràng là mình làm cái chùa hay mình dâng cúng cho một cho Phật hay là cho những vị thánh tăng, thì những vị đó đó người ta tu hành cho nên người ta mới là hoằng dương chánh pháp, mà người ta đem lại lợi ích cho vô số chúng sanh. Còn bây giờ đó, ví dụ như bây giờ một cái người người nghèo mình cho thì đúng, nhưng mà thầy là bởi vì thầy đi làm từ thiện nhiều lắm, vô trong trang web mà coi là thầy làm hàng năm thầy làm từ thiện rất là nhiều. Nhưng mà trong khi làm từ thiện là mình thấy sau này ở bên ngoài người ta cũng thấy điều đó, làm từ thiện là mình giúp đỡ khi mà người ta gặp hoàn nạn thì lúc đó là mình nên giúp. Ví dụ như ở chùa của thầy là trong xung quanh cái vùng xung quanh của thầy đó là có khoảng 20 mấy người, tức là mình chỉ vùng xung quanh thôi chứ còn mở rộng ra thì nhiều lắm, nhưng mà vùng xung quanh có 20 mấy người là bây giờ họ già rồi và họ không có làm ăn gì được nữa hết. Hồi thậm chí họ có thể hồi trước là họ đi xin, mà bây giờ họ đi xin cũng không nổi được, mà cũng không có con cháu gì cả. Cho nên là thầy cung cấp cho họ tiền ăn mỗi ngày. Đó. Thì giờ ai nữa? Thì bây giờ đâu có ai cung cấp cho họ. Thì bây giờ mình chia sẻ, mình giúp đỡ. Thì đó là cái, bây giờ mình tính toán là cái người đó là có tu hay không, mà mình cứ cho thôi. Nhưng mà rõ ràng là nếu như mình có khi nhiều người lại tham. À, nhiều người họ tham, ví dụ như có một cái đứa cái bà đó, bà có một đứa con gái, mà cái đứa con gái đó không nuôi bà, tất nhiên nó cũng nghèo cho nên nó không nuôi nổi bà. Nhưng mà khi thầy mới là thấy cái người này chỉ nằm che cái mái, thấy tội quá cho nên nó mới làm cái nhà tình thương. Nhưng mà làm nhà tình thương đó, thì bà không có đất, nó phải có đất nhà nước cấp khi đó mình mới là làm nhà tình thương được. Bây giờ không có đất làm sao mình làm nhà tình thương? Thành nó thầy mới nói là thôi bây giờ thầy sẽ để cái tiền này vô, tức là vẫn cho bà, nhưng mà để cái tiền này vô trong nhà băng để cho nó sinh lời ra cho bà, để đến khi nào mà làm được thì lấy tiền đó làm cái nhà tình thương cho bà. Đứa con gái thấy bà có cái số tiền như vậy
là tham thấy muốn đoạt cái số tiền đó đi. Cho nên nó nói là bây giờ xin cho con lấy cái tiền nó về để mà con nuôi mẹ con để kia té ra lãnh về lấy luôn. Do đó đó, cái người mà họ bất thiện á, mà nếu mình cho họ đó thì nhiều khi còn tăng trưởng cái bất thiện lên thêm. Trong lúc đó đó, một cái người thiền ấy là một cái người chân tu đó, thì người ta đắc đạo quả hay là người ta sống, người ta tu hành thì người ta làm lợi ích cho rất là nhiều người đó. Hay là mình xây dựng một cái, giả sử như cái ông thí chủ mà như cái nhà này, ông có cái tâm mà ông cúng cho cái cho chư tăng đến đây mà giảng pháp, rồi cúng cho những phật tử đến đây mà nghe pháp, thì cái phước ông là cứ cứ luôn luôn là nó cứ tăng mãi. Mặc dù là cái nhà ông làm có một lần thôi, ông cúng có một lần thôi, nhưng mà mỗi lần vị này đến giảng, phật tử đến nghe, nhiều người hiểu đạo, thì ông lại phước càng tăng lên. Và cứ càng nhiều như vậy, cũng như là cái ông này ông là biết biết làm, biết là đầu tư đúng mức mà có lại. Chứ còn bên kia đó là mình thương, mình cho là đúng, nhưng mà nhiều khi đầu tư chẳng có lại gì cả. Tất nhiên là mình đây là mình nói trên lý để chứ không phải là mình là phân biệt là phải cúng người này hay cúng người kia. Mà cái đó lúc đó là tùy duyên, là mình phải cúng thôi. Nhưng mà mình phải có trí tuệ để biết là cái cúng dường nào thì có phước, mà cúng dường nào thì là không phước. Còn khi mình cúng dường thì mình cứ tùy hoàn cảnh mà cúng dường. Nhưng mà phải biết, bởi vì trong một cái việc thiền á, thì việc thiền mà tương ứng với trí đó mới là thiền cao nhất. Còn nếu mình làm thiền mà không tương ứng với trí đó thì vẫn là việc thiền đó vẫn là không cao, việc thiền đó vẫn còn là thấp. Còn cái việc thiền mà mình biết rõ nhân quả, biết rõ tội phước như thế nào đâu đó rõ ràng ấy, thì lúc đó cái việc làm đó nó sẽ là cái việc làm mà có nhiều lợi ích hơn. Có một câu hỏi này là câu hỏi có lý, nói rằng là vì thầy ấy, thì thầy nói là muốn gì cứ làm đấy, rồi qua đó mình học ra bài học giác ngộ. Thì câu hỏi này là nếu mà mình cứ làm gì mình thích ấy, thì có đi ngược lại với việc buông bỏ không? Buông bỏ sao được, là mình phải thấy ra mình mới buông bỏ được nhé. Cho mình không thấy ra thì mình vẫn cứ thích, hoặc là mình vẫn cứ ghét, hay là mình vẫn cứ có một cái thái độ nào đó không dứt khoát. Còn mình buông bỏ là khi nào mình thấy là cái điều đó, đó là nó sinh như thế nào, nó tức là phải có trải nghiệm được là nó sinh như thế nào, nó giận như thế nào, cái vị ngọt như thế nào, sự nguy hại như thế nào, thì lúc đó mình mới buông buông được, chứ không phải là tự nhiên buông. Và tự nhiên mà buông, cho nên buông là đúng. Nhưng nếu mình không trải nghiệm sự thật là không thể nào buông. Nhưng mà trải nghiệm sự thật á, thì mình đừng có quá lý tưởng. Mình đôi lúc á là mình quá lý tưởng. Nên thầy có nói một câu thế này: cái đúng á, cái đúng là chỉ đúng khi mình thấy ra cái sai mà điều chỉnh lại, thì cái đúng đó mới là đúng. Còn cái đúng mà mình bắt chước một cái đúng lý tưởng của người khác ấy, thì cái đúng đó vẫn là giả. Mà mình thấy sai rồi cho nên bây giờ mình không làm sai nữa mà đúng ấy, thì cái đúng đó là đúng thật. Còn cái đúng mà nghe người ta nói là đúng và mình cứ làm theo vậy thôi, chứ còn mình không hiểu gì cả, thì cái đúng đó vẫn là đúng giả. Do đó thậm chí thầy còn nói là muốn ăn trộm cứ ăn trộm đi. Mà thiệt á, bây giờ người đó đừng ăn trộm là không thể nào được. Còn bây giờ tuy thầy nói vậy đó, mà bây giờ đố ai đi ăn trộm được rồi. Bởi vì mình biết rồi làm sao mình ăn trộm được, phải không? Mình biết là ăn trộm là mình biết là thế này thế kia, và mình hiểu hết trơn rồi, làm sao ăn trộm được. Nhưng mà cái người mà đã họ muốn ăn trộm rồi đó, thì biết họ dừng lại cũng được. Do đó cứ ăn trộm đi rồi biết rồi. Cứ ăn trộm đi rồi thì nó mới biết là ăn trộm á, thì
rồi báo cửa bên như thế nào, hồi hộp như thế nào, ăn trộm được về để trong nhà rồi đâu có yên. Nghe mà nghe chiếc xe và cái hú 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 là tưởng là cảnh sát tới bắt mình. Có nhiều khi nó đi đâu đó chứ không phải là bắt mình mà cũng sợ. À, nghe rọc rẹt cái gì đó cũng sợ. Thành ra là cái người đó phải chiêm nghiệm ra, thấy tất cả những cái đó rồi tự nhiên mình mới buông được cái ăn trộm, chứ không phải tự nhiên buông ăn trộm được. Ví dụ như bây giờ một cái người đó, đó thật ra là trong thâm tâm đó, là muốn lấy vợ, nhưng bởi vì sợ lấy vợ là tội hay là khổ hay là cái gì đó, cho nên bây giờ vô tu, đố mà tu được. Không cách gì tu được hết. Thấy cái cô đi ngang qua là hết, tôi sẽ tu hết mọi người. Nhưng mà bây giờ đó, cái anh này anh cứ lấy vợ đi, rồi anh mới thấy được cái khổ, cái vui như thế nào, tất cả mọi thứ như thế nào rồi đó. Mà bây giờ anh xuất gia là lúc đó mới bảo đảm rồi. Lúc đó. Cho nên tại sao Đức Phật á, bây giờ á, là mình cứ nói là đồng chân xuất gia là tốt, và Đức Phật đâu có đồng chân xuất gia đó. Đức Phật cũng có vợ, có con đàng hoàng mới xuất gia cho đồng chân vậy. Thì vấn đề không phải là đồng chân hay không đồng chân, mà là vấn đề là giác ngộ có ra không đó. Và bây giờ ngài đã lấy vợ con rồi, ngài mới thấy đó là cái ràng buộc, ngài thấy nó cái điều đó nó không có trói buộc gì mình được nữa, không có mình không có ham thích gì đâu đó nữa, cho nên ngài đi là phải. Thì lúc đó ngài mới xả ly, ngài mới đi được chứ. Chứ còn bây giờ là rất nhiều người ở trong tu nhưng mà không tu được, bởi vì giờ ra thì cũng không được, mà không ra thì cũng muốn lấy vợ. Như vậy cũng như không à. Cho nên đó là trạng thái cứ lấy vợ đi cái này. À, cái đó mới là thấy ra khổ, thấy vui, thấy ra hết trơn rồi đó, là đi tu là chắc chắn đó. Cho nên thật ra đây phải hiểu ý thầy nói, chẳng phải là thầy nói muốn làm gì thì làm. Rồi hết câu hỏi, bây giờ còn ai hỏi tiếp gì không? Được hết rồi, xin tả thẳng thầy. Xin tán thán thầy một cái câu rất là độc đáo và thần trọng chủ tâm quan sát. Cái câu thầy nói vô cùng hay, rất là dễ nhưng mà vô cùng khó, khó lắm thầy ơi. Nhất là làm sao mà sống cho được trong thực tại, làm sao mà sống trong cái thể đang là ấy, khó lắm thưa thầy. Phần lớn là tưởng là hay là cho là sẽ là thôi, chứ còn trong để mà trở về trạng thái đang là nó khó quá thầy ơi. Nhưng mà thưa thầy, cái câu chú của thầy rất là hay, xin tán thán thầy. Xin tặng thầy. Không có gì đơn giản vô cùng nhưng mà rất là hay. Đơn giản vô cùng nhưng mà rất hay trên bước đường tu hành. Vì là cái sự tu hành á là có những mình đối đầu với cái bản ngã thông sâu của mình. Cái bản ngã thâm sâu thì nó lôi nó cuốn khi nào không hay, và nó làm cho mình nó phát hiện ra trong mình lúc nào không biết. Ví dụ như thầy nói, chỉ thấy là thấy, trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, nhưng mà làm sao trong thấy mà còn có cái tức nữa. Chứ làm sao trong thấy mà thấy được, rồi trong nghe mà còn có mê nữa, thì làm sao mà trong nghe mà chỉ có nghe được. Cho nên cái bản ngã thâm sâu nó vô cùng tinh tế, nó ăn sâu vào trong con người mình. Thì cái chiêu thầy ra là thần đồng
quan sát thì cùng là cái chiêu độc chiêu, rất là khó, rất là dễ hiểu nhưng mà khó làm lắm. Rồi tới lúc mà thầy giải thích cái ngũ quỷ giai không, thì thực sự xưa nay tôi đọc kinh sách tôi thấy chưa ai giải thích thỏa đáng hết, mà tới thầy giải thích tôi thấy quá hay. Cái ngũ quỷ giai không thầy giải thích quá hay, và trong cái chỗ đó cái khó nhất đó, là nhận diện ra cái ngã nó lôi cuốn mình lúc nào không biết mà trở thành ngũ quỷ. Và cái chỗ đó, chỗ mà thầy mở ra rất là hay. Cái ngã nó lôi cuốn lúc nào không biết mà mình trở thành ngũ quỷ. Và chính vì cái ngũ quỷ đó mà làm cho mình khổ. Mà khi mình thấy được cái ngũ quỷ là con đẻ của cái ngã đó, tại vì ngã là ảo, cho nên ngũ quỷ cũng ảo, cho nên là giai không là đúng lắm rồi. Nhưng mà xin hỏi thầy một câu, là thầy nói là sắc quỷ tức thì không, còn thưa thầy, không tức là sắc quỷ là sắc? Xin thầy hỏi câu đó, xin hỏi thầy câu đó. Nhưng mà mình nói sắc tức thì không, bây giờ hỏi không tức thì sắc thì như thế nào? Dạ xin thầy hỏi, xin hỏi thầy câu đó. Cái này thì người ta giảng trên lý thuyết rồi. Thì nói chung về lý thuyết là thầy cũng nắm rất là vững. Không là như thế nào và không như thế nào là trên lý thuyết thì cũng có nhiều gì nói được. Nhưng mà thầy là thầy thích nói thực tế thôi, thầy không thích nói lý thuyết. Thì còn người nói lý thuyết thì cũng nói được. Hay là nếu cần thì ngày mai thầy sẽ nói về lý thuyết, nhưng bây giờ không nói lý thuyết vì còn có 5 phút. Do đó là thầy chỉ nói thực tế thôi. Là có một cái câu nói của một vị thiền sư, đó là có thì có từ mãi may, mà không thì cả thế gian này cũng không. Câu nói đó rất là hay. Bởi vì thật ra đó, thí dụ như người nào thích hoa thì mới thấy có hoa, chứ người nào cũng thích hoa là đi lơ, không người không thích hoa là đi lơ. Cho nên đó, là trên đời này có thể là có rất nhiều cái có đối với mình, nhưng mà cũng có thể là có cái không có đối với mình nhưng mà lại có đối với người khác. Thí dụ như bây giờ khi mình đói thì không có món ăn nào hết trơn, tìm đâu cũng thấy món ăn hết trơn, nhưng mà mình trong bụng mình là thấy đủ món ăn. Lúc đó là thấy thèm phở, thấy thèm hủ tiếu, thấy thèm cái gì cũng thèm, lúc đó thấy thèm hết đó. Mà không có một món nào mà mình vẫn cứ có trung tâm mình lúc đó vẫn cứ có món ăn đủ thứ hết. Nhưng mà khi mà mình no rồi á, bây giờ dọn cả đám mà mình cũng thấy không à, mình đâu có cần đó. Cho nên á, cái có cái không á thì nó lại tùy thuộc vào chính cái tâm mình, tùy thuộc vào chính cái thấy của mình. Mà cái đó mới là cái không mà mình có giải thoát hay không. Mình giải thoát hay không là chính ở chỗ đó. Thí dụ như là một đứa con nít nó thấy cục vàng thì cũng như không à. Nhưng mà đối với một người mà bây giờ đang cần xây cái nhà hay đang cần buôn bán gì đó thì cục vàng là cực kỳ là có, không phải là không có. Mà thậm chí mà không có cục vàng nào cũng mờ ra thấy vàng luôn đó. Cho nên là cái có cái không của cái pháp thực là chuyện khác, mà cái có cái không mà ở trung tâm mình là khác. Nhưng mà bởi vì đây là nói về ngũ uẩn đó, ngũ uẩn là sắc tức thì không, không tức thì sắc, là đây là nói về sắc uẩn. Rồi thọ cũng vậy, thọ tượng hình thức diệt phục như thị, tức là thọ cũng là thọ tức thì sắc, thọ tức thì không, không tức thì thọ, tượng tức thì không, không tức thì tượng, tức là cả ngũ uẩn đều là như vậy. Như vậy á thì rõ ràng là như thế này. Bây giờ mình vẫn thấy cái đồng hồ, mình vẫn thấy hoa,
nhưng mà tâm mình vẫn có thể không, tức là mình vẫn thấy cái hoa nhưng mà tâm vẫn không. Nhưng mà cái người thấy cái hoa này nghĩa là nội lên ham thích à, hay là mình ghét cái hoa này, cho nên mình thấy cái hoa có ghét ấy, thì muốn cho nó dẹp nó đi, mà thích ấy, thì muốn là sở hữu nó, cho nên ấy, đâm ra cái hoa là có. Chứ còn ấy, một cái người mà chẳng thích hoa gì, hoặc là tâm lúc đó nó yên tĩnh thì thấy hoa cũng như không. Mà cái như vậy cái không này ấy, là cái không của ngũ uẩn à, cái không của ngũ uẩn giải không ấy. Chẳng phải không mà không cũng phải là có nghĩa là cái tô này có đây nhưng mà nó là không, không phải vậy. Nhưng mà cái tô có đó nhưng mà không có ngũ uẩn à, tức là mắt có thấy sắc nhưng mà không hình thành cái khái niệm về về sắc à, hay là không có bị cái thọ à, là hay cái tưởng hay là cái hình cái thức nó khởi lên làm che lấp cái tâm của mình. Mà bây giờ khi mình thấy ai mà mình thương hoặc là mình ghét hay là mình có thái độ này thái độ kia đó, tức là lúc đó nói tôi dễ hiểu là lúc đó đang có ngũ uẩn đó. Ngũ uẩn lúc đó là giai hữu chứ không phải là giai không, ngũ uẩn giai hữu đó. Nhưng mà một cái người vẫn thấy, tức là mắt vẫn tiếp xúc với sắc và vẫn thấy đó. Nhưng mà tâm cái người đó vẫn là hoàn toàn là thanh tịnh, tâm người đó vẫn hoàn toàn rộng lặng trong sáng, thì cũng vẫn thấy cái, mà còn thậm chí cũng thấy rõ hơn nữa, vì cái tâm thanh tịnh cho nên cũng thấy rõ hơn nữa. Chứ còn cái người kia thích thì thấy kiểu khác, mà ghét thì thấy kiểu khác, tức là không thấy thực, không thấy rõ thực, thấy theo cái thương ghét của mình. Còn cái người mà vẫn cứ thấy mà không có bị ngũ uẩn che lấp á, thì lúc đó khi cần thì có mà khi không cần thì thôi, là không. Cho nên mới nói là cái người mà giác ngộ đó thì thấy các pháp là chân không mà diệu hữu, chân không nhưng mà là diệu hữu, tức là khi không cần thì không có gì cả à, nhưng mà khi cần cái gì thì nó có cái đó. Cho nên đó, cái có cái không ở đây là cái có cái không, cái chính yếu là do cái thái độ tâm của mình, do thái độ tâm của mình mà có ngũ uẩn hay là không có ngũ uẩn. Chẳng phải là mình nói cái kiểu sắc giống như là vật lý. Còn nói về vật lý thì ngày mai thầy nói vật lý là tại sao mà nói không à, thì cái đó là mình sẽ nói sau. Nhưng mà hiện giờ đó là mình nói gọn á, cái không đó chính là có hay không là do tâm mình. Và bây giờ là hết giờ cho nên là ngày mai mình tiếp. Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú lao màu, tu hành tinh tấn ngõ hậu vô sanh. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sanh lại đây, hay là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, cũng nằm nơi tâm trong ngày.